Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 10, chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trước Tết Nguyên đán năm nay phải thông toàn tuyến đường 454 từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến thị trấn Hưng Hà. Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường ven biển đi qua được huyện Tiền Hải xác định là những lợi thế để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Hai ca gồm khẩu trang khử khuẩn đã trở thành thói quen của nhiều người sau thời gian dài chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Tư, sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên thảo luận tại tổ 15. Tham gia phát biểu thảo luận, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội và cho rằng, mặc dù khác với các địa phương đã được Quốc hội ban hành nghị quyết riêng thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù trước đây là áp dụng cho địa bàn cấp tỉnh, lần này Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho một đơn vị hành chính cấp huyện. Tuy nhiên, việc xây dựng dự thảo nghị quyết này có cơ sở chính trị thực tiễn chắc chắn. Trong đó, tại kết luận số 67, Bộ Chính trị đã giao Chính phủ xây dựng đề án về một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột để báo cáo Quốc hội, bảo đảm thống nhất tương quan tương đồng với các thành phố khác trong cả nước. Điều này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố Buôn Ma Thuột đối với phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Các đại biểu cũng nêu ý kiến vào một số nhóm chính sách đối với thành phố Buôn Ma Thuột. Đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, các đại biểu Quốc hội cũng thể hiện quan điểm tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như khái niệm biển số đấu giá, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, loại biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, về giá khởi điểm và các bước giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng giá, người nhận chuyển nhượng, cho tặng thừa kế, về thời gian thực hiện thí điểm và điều khoản thi hành. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội đều nhận định quá trình tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo này đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đặt ra, đó là bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và thực hiện phòng chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi, hiệu quả, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội phát biểu về các nội dung cụ thể như hành vi bạo lực gia đình, yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc bạo lực gia đình, về biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tòa án, đồng thời với đó là giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc, vấn đề góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình, về việc bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng. Sáng nay, Trường Đại học Thái Bình tổ chức khai giảng năm học mới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi của Trường Đại học Thái Bình chiếm gần 70%. 90% số sinh viên ra trường đã xin được việc làm, có thu nhập ổn định, phù hợp với chuyên ngành đào tạo hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Thái Bình tuyển sinh được gần 1.000 học sinh, sinh viên với 9 mã ngành đào tạo và 33 chuyên ngành. Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Tại lễ khai giảng, nhiều tập thể đã được khen thưởng. Cũng nhân dịp này, các đơn vị tài trợ trao quà cho quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó của nhà trường, đồng thời tiến hành lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu. Trước Tết Nguyên đán phải thông toàn tuyến đường 454 từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến thị trấn Hưng Hà, đồng thời ít nhất phải được thảm bê tông nhựa lần một. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khi kiểm tra tình hình thực hiện dự án này trên địa bàn huyện Hưng Hà vào sáng nay.
Đến nay, dự án đầu tư xây dựng đường 454 trên địa bàn huyện Hưng Hà đã được bàn giao 5,33 km. Với tổng kinh phí hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt là gần 23 tỷ đồng. Phạm vi mặt bằng còn lại là 1,3 km đi qua khu vực dân cư. Về xây lắp, nhà thầu đã đào khuôn, đắp cát, cấp phối đá răm, mặt đường đá răm láng nhựa đạt 4,46 km. Tổng giá trị xây lắp hoàn thành ước đạt 85 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên những diện tích còn lại. Đối với các trường hợp sau khi đã tiến hành đầy đủ các biện pháp tuyên truyền vận động, giải thích mà vẫn cố tình không chấp hành thì cần lên phương án trình tự các bước tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời gian bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Theo đó, đến trước Tết Dương lịch năm 2023 phải thông toàn tuyến và đến trước Tết Nguyên đán ít nhất phải thảm bê tông nhựa lần một để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại. Lưu ý chính quyền địa phương các xã phải quản lý chặt chẽ về hành lang giao thông, không để phát sinh thêm những cây cầu bắc ngang qua sông, đấu nối vào đường 454. Về phía nhà thầu, phải khẩn trương tập trung nhân lực, vật tư, máy móc thi công trên những phần diện tích đã có mặt bằng để kịp tiến độ đã đề ra. Chú ý đảm bảo chất lượng công trình, thi công đúng kỹ thuật, mỹ thuật, theo phương án đã được phê duyệt. Còn trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đến nay, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 568 ha trong tổng số diện tích thu hồi thực tế hơn 593 ha. Đến nay, đã có một dự án đã đi vào hoạt động, một dự án dự kiến hoạt động từ tháng 12 tới. Ba dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 11 tới, một dự án đang xin chứng nhận đầu tư và dự kiến khởi công vào đầu năm sau. Nhà đầu tư hạ tầng đã hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1, công suất 5.000 mét khối trên một ngày đêm, đạt quy chuẩn, sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư thứ cấp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, phần diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng không còn nhiều. Đồng chí yêu cầu huyện Thái Thụy cần phối hợp với các sở ngành liên quan, linh hoạt trong giải quyết từng vấn đề còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Huyện phải phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng phòng ban và các xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo thời hạn đã đề ra, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư. Còn tại huyện Quỳnh Phụ là một trong những địa phương có hệ thống giao thông nông thôn hàng đầu của tỉnh. Hàng năm Quỳnh Phụ ưu tiên nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối các vùng trong huyện. Riêng năm 2022, Quỳnh Phụ đã đầu tư gần 300 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo các tuyến giao thông quan trọng như dự án đường DH74, DH73, DH61 và các tuyến giao thông liên xã liên huyện. Đây là những tuyến giao thông quan trọng kết nối giữa các vùng trong huyện với các quốc lộ 10, đường Thái Bình Hà Nam, đường 217. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên việc triển khai thực hiện các dự án giao thông diễn ra thuận lợi. Tất cả các công trình đã và đang triển khai thi công đều đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng phát triển nhờ có khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường ven biển đi qua đã kết nối huyện Tiền Hải với nhiều khu vực trọng điểm kinh tế lớn trong khu vực. Tiền Hải đang xem đây là những lợi thế chưa từng có trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Huyện Tiền Hải có 9 khu công nghiệp theo quy hoạch và 5 cụm công nghiệp với diện tích gần 4.000 ha. Trong đó, khu công nghiệp Tiền Hải với diện tích gần 800 ha thuộc thị trấn Tiền Hải và các xã Tây Giang, Đông Lâm, Đông Cơ, có quy mô rộng nhất tại Thái Bình, đang thu hút 45 doanh nghiệp đầu tư, 70 dự án với tổng vốn đăng ký gần 13.200 tỷ đồng. Chủ trương đầu tư vào cái phát triển cái khu kinh tế biển được nhân dân rất là phấn khởi, bởi vì là khi mà phát triển được kinh tế biển thì cái đời sống của nhân dân sẽ được nâng lên. Người dân thì rất là phấn khởi và cũng ủng hộ các cái chủ trương, nhất là về vấn đề phát triển về cái năng lượng sạch đấy, tua bin gió. Bên cạnh việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thì lĩnh vực phát triển dịch vụ thương mại và du lịch cũng đang được xem là thế mạnh và đang được Tiền Hải quan tâm triển khai thực hiện thông qua các dự án cụ thể. Với thế mạnh là một xã ven biển, thì đối với địa phương chúng tôi thì cũng đang tập trung định hướng vào công tác phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, và trong đó là báo cáo nghĩ là tập trung định hướng vào phát triển thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tiếp tục kêu gọi đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện. Với lợi thế có khu kinh tế Thái Bình và nhiều tuyến giao thông kết nối với tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và các vùng kinh tế trọng điểm,
Tiền Hải đang được hưởng rất nhiều lợi thế từ liên kết khu vực này, tạo ra cơ hội giúp địa phương tăng tốc mạnh về công nghiệp và phát huy lợi thế du lịch biển. Đối với Tiền Hải thì đồng thời với việc mà thực hiện cái quy hoạch khu kinh tế và phát triển khu kinh tế mạnh để trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình, thì cùng với đó thì để ổn định và phát triển vững chắc thì vẫn tập trung cho phát triển nông nghiệp nhưng hướng với là nông nghiệp hàng hóa, sản xuất hàng hóa công nghệ cao. Những lợi thế đó đang mở ra cơ hội và là động lực quan trọng để huyện Tiền Hải thu hút đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm từ 80% trở lên trong cơ cấu kinh tế của huyện. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Thành phố Thái Bình tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở tầng, phấn đấu đưa 8 xã lên phường vào trước năm 2025. 2K gồm khẩu trang khử khuẩn đã trở thành thói quen của nhiều người sau thời gian dài chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, lấy nhiệm vụ vay vốn dạy nghề tạo việc làm là nhiệm vụ trong hoạt động của hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người mù. Đây là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Đại hội Hội Người mù tỉnh Thái Bình lần thứ 9 diễn ra vào sáng nay. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả mà Hội Người mù tỉnh Thái Bình đạt được, đồng thời đề nghị các cấp hội phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục nắm bắt tình hình hội viên, bồi dưỡng đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng hoạt động hội, nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình, làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng hoạt động hội gắn với các chương trình kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác dạy nghề, tạo việc làm phải thiết thực cụ thể, tránh hình thức. Đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm giúp đỡ về vật chất tinh thần để người mù ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội. Trước đó, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu 12 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Để góp phần thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, sáng nay Hội Luật gia tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho cán bộ, hội viên và nhân dân thị trấn Kiến Sương. Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu được nghe đại diện Hội Luật gia tỉnh truyền đạt các nội dung trọng tâm về luật nghĩa vụ quân sự, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, những quy định trình tự thủ tục và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nội dung về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo trong tình hình mới. Hội nghị nhằm phổ biến rộng rãi và đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật để mọi tầng lớp nhân dân được tiếp cận và thực thi tốt các quy định của pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên nêu cao tinh thần tự giác, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thưa quý vị, cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1, thành phố Thái Bình đang tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở tầng, phấn đấu đưa 8 xã lên phường vào trước năm 2025. Đến thời điểm này, các xã đã cơ bản hoàn thành từ 10 đến 13 trong tổng số 17 tiêu chí xây dựng xã trở thành phường. Hệ thống cơ sở hạ tầng của các xã được đầu tư xây dựng đồng bộ, thương mại dịch vụ phát triển, vệ sinh môi trường được quan tâm triển khai đồng bộ với mục tiêu vì môi trường xanh sạch bền vững. Trong giai đoạn tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, khuyến khích xã hội hóa trong các hoạt động dịch vụ công, phấn đấu đưa 8 xã hoàn thành tất cả các tiêu chí, trở thành phường trước năm 2025. Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Phụ tổ chức trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Từ quỹ vì người nghèo của tỉnh, của huyện, trong tháng hành động vì người nghèo năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Phụ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 21 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 730 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng thuộc diện hỗ trợ làm nhà, phân bổ kinh phí từ quỹ người nghèo của huyện để hỗ trợ xây dựng thêm nhà đại đoàn kết, phấn đấu hoàn thành 30 nhà đại đoàn kết trong năm nay. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội với người nghèo, góp phần động viên giúp người nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng thiết bị số vào hoạt động giảng dạy, sử dụng các ứng dụng phần mềm thông minh để quản lý trong trường học, đó là cách mà nhiều trường học đã và đang triển khai, qua đó nâng cao tính sáng tạo, chủ động của giáo viên và học sinh, nhờ vậy mà chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Thái Thụy. Giáo dục công dân vốn là môn học ít thu hút được học sinh. Thế nhưng tiết học này ở trường tiểu học và trung học cơ sở Thụy An, huyện Thái Thụy lại rất khác. Tiết học được giảng dạy dưới nhiều phương pháp và hình thức khác nhau, kết hợp với các thiết bị thông minh,
kiến thức truyền tải đến học sinh trở nên sống động hơn và quan trọng là tạo ra sự hấp dẫn cho môn học. Trong tiết học giáo dục công dân thì bọn em được xem nhiều video hình ảnh minh họa về các tình huống ở trong cuộc sống, giúp bọn em dễ hình dung về bài học, và ở trong sách cũng có nhiều hình ảnh trực quan giúp các em dễ hiểu hơn. Môn giáo dục công dân thì trước đây nó rất là khô khan, nhưng mà qua 1-2 năm trở lại đây thì cái việc mà học giáo dục công dân đã trở nên hứng thú nhiều hơn. Thông qua cái việc các thầy cô đã sử dụng nhiều hình ảnh hơn, nhiều trò chơi hơn, học sinh có thể năng động hơn. Bởi vì cái tiết dạy của các thầy cô nó sinh động hơn rất là nhiều. Còn với trường mầm non Thụy Trình, việc chuyển đổi số đã trở thành một phong trào thi đua. Việc lưu trữ hồ sơ điện tử, kế hoạch giảng dạy của giáo viên được đẩy lên trang web của nhà trường, sau đó sẽ được ký duyệt trực tiếp trên máy tính và tự động lưu giữ mà không cần phải in ấn. Chúng tôi có thể là soạn giảng để dạy bằng giáo án điện tử. Hai nữa là chúng tôi có thể áp dụng phần mềm STEAM Junio vào việc gợi mở hứng thú cho trẻ. Nếu như mà được tiếp xúc với cái công nghệ nói chung, không cứ là cái phần mềm này, thì thấy là trẻ rất là nhanh nhẹn, tư duy của trẻ phát triển và trẻ rất là tự tin. Thời gian qua, các trường học tại huyện Thái Thụy đã quan tâm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy và học. Hiện các trường học đã cơ bản đáp ứng việc trang bị hệ thống TV kết nối Internet tại các lớp học, các phòng học thông minh. Bên cạnh đó, giáo viên sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm trình chiếu, giúp chất lượng những giờ dạy học được nâng lên. Việc chuyển đổi số trong nhà trường thì được thực hiện từ giáo viên đến tổ trưởng và đến cán bộ quản lý. Tất cả cái thông tin của học sinh cũng như là cái đánh giá sức khỏe của học sinh sẽ được nhập một cách trực tuyến trên cơ sở dữ liệu ngành. Báo cáo ăn và tổng hợp ăn thì sẽ được báo vào bảng tính online. Ngoài ra thì giáo viên còn sử dụng một số cái phần mềm để soạn giáo án điện tử và sẽ sử dụng để dạy trẻ. Muốn thực hiện được cái quá trình chuyển đổi số thì cái việc đầu tư cơ sở vật chất thiết bị rất là quan trọng. Thì hiện tại nhà trường là 100% là các cái phòng học đã được đầu tư TV chạy qua cái board máy tính mini và được kết nối mạng đến tận lớp. Đối với học sinh thì cũng rất là thuận tiện trong cái việc là tham gia các cái cuộc thi. Đấy, ví dụ như giải toán, giải tiếng Anh trên mạng thì các em ấy là hiện tại là tham gia rất là đông. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại những hiệu quả nhất định trong quản lý giáo dục cũng như nâng cao việc dạy và học. Đây cũng là nền tảng để toàn ngành giáo dục từng bước chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới. Sau đây là thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, ngày hôm nay Thái Bình ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới. Hiện toàn tỉnh đang quản lý điều trị 31 ca COVID-19, trong đó còn 7 ca đang điều trị tại các cơ sở thu dung bệnh viện. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 4.272.000 mũi tiêm. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 ở nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1, mũi 2 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn còn thấp. Các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi cho hai nhóm đối tượng này. Thưa quý vị và các bạn, 2K khẩu trang khử khuẩn kết hợp thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân là thông điệp mới nhất của Bộ Y tế được sửa đổi để phù hợp với phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đối với nhiều người, 2K đã trở thành thói quen, không chỉ giúp họ tránh lây nhiễm COVID-19 mà còn bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nhiều dịch bệnh khác đang có nguy cơ bùng phát. Người nhà phải nhập viện. Bên cạnh những vật dụng cần thiết để chăm sóc bệnh nhân, bà The luôn có sẵn khẩu trang. Bà cho biết dù dịch bệnh không còn bùng phát mạnh như trước, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh vẫn là quan điểm của bà và cả gia đình. Đối với gia đình tôi thì thường xuyên là sát khuẩn và đeo khẩu trang thường xuyên. Chúng tôi cũng tiêm đầy đủ vaccine COVID hết rồi, 4 mũi cả rồi. Chúng tôi cảm thấy là yên tâm trong lúc phòng bệnh chữa bệnh hơn. Đối với nhiều người, thói quen đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đã hình thành khoảng 3 năm trở lại đây từ khi COVID-19 xâm nhập. Đây là những giải pháp tiết kiệm nhưng hiệu quả cao trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và bảo vệ sức khỏe trước các yếu tố gây hại của môi trường. Mọi khi mà cứ phải đi bệnh viện hoặc là ở nhà hoặc ở đâu mà đi ra đường, tôi vẫn cứ đeo khẩu trang thường xuyên để bảo vệ cho bản thân mình và bảo vệ cho cộng đồng. Thói quen từ hồi Covid đến giờ là cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang vì ngăn cả bụi, chống kháng khuẩn, bây giờ môi trường có thứ ô nhiễm. Nhiều các bệnh truyền nhiễm cho nên là mình đeo từ trước hết là sẽ là tốt cho bản thân mình. Hai nữa là nếu chẳng may mình có bệnh thì mình đỡ lây lan ra người khác. Dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine rất cao, số người đã mắc một lần nhiều, nhưng vẫn có những người tái nhiễm và có những đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi,
người có bệnh nền nặng, người suy giảm miễn dịch cần được bảo vệ trước dịch bệnh. Tuy các giải pháp phòng chống dịch đã nới lỏng, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo mỗi người cần đề cao cảnh giác với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ý thức người dân vẫn luôn là thành trì vững chắc nhất cần được duy trì. Tuy là 2K hay 5K thì cũng khuyến cáo chung là đối với tất cả những người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện hay ở ngoài cộng đồng thì cũng đều tuân thủ khẩu trang và khử khuẩn. Trong đó thì khẩu trang tại nơi công cộng, khẩu trang tại những nơi mà tụ tập đông người, khẩu trang những nơi mà tiếp xúc với những bệnh nhân mà có nguy cơ cao, sau đó là những cái nơi mà ví dụ làm việc, rồi những nơi mà học tập phải có khử khuẩn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, không nên cho rằng đã hết dịch mà bỏ đi hoàn toàn những biện pháp phòng bệnh có giá trị cho sức khỏe từng người và cả cộng đồng. Nếu bỏ đi hết các quy định trong thông điệp 5K, thì chắc chắn người dân sẽ có tâm lý chủ quan. Trong khi đó, dịch COVID-19 có khả năng còn diễn biến phức tạp và những dịch bệnh khác có thể nổi lên. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.